trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, nữ mạng, thoát khỏi tai ương, vượt qua đại hạn. Vận số cực may, cực đỏ, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý bạn nữ tuổi Tân Mùi đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý bạn luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học Phương Đông đã dày công nghiên cứu, quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh, chỉ ra rằng bước vào năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, nữ mạng, bất ngờ được trời Phật thương tình, thần tài mở kho ban phát tài lộc, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, làm đâu chúng đấy, chúng số độc đắc, tiền vào như nước, đổi đời đại gia, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu. Vậy, trong năm 2024, quý bạn nữ tuổi Tân Mùi cần phải làm gì, làm sao để đón cát xua hung, sự nghiệp tăng tiến, tài lộc như mơ, sức khỏe như thần, thì ngay sau đây, mời các quý bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Tổng quan tử vi năm 2024 cho tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, nữ mạng. Tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, thuộc mệnh thổ, lộ bàng thổ, đất giữa đường, xương con dê, tướng tinh con gấu, Phật bà Quan Âm độ mạng, được Quan Âm Bồ Tát ban trí tuệ, A Di Đà Như Lai ban thọ mệnh, Ma Lợi Tử ban phúc đức và đại nhân Như Lai bảo hộ. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, là 34 tuổi âm lịch và 33 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can của người tuổi này là Tân, ngũ hành Kim, gặp năm Giáp Thìn 2024 có thiên can là Giáp, ngũ hành Mộc, chủ về mối quan hệ bình hòa. Cho thấy đây là năm người tuổi này công việc chủ về sự bình ổn sẽ tốt hơn, thay đổi về công việc thường không được kết quả như mong muốn. Ngoài ra, ngũ hành của thiên can tuổi khắc với ngũ hành thiên can của năm nên chủ mệnh có thể gặp bất lợi về sức khỏe. Trong gia đạo năm này cũng không được an ổn, đưa tới chuyện buồn phiền. Xét về địa chi. Người tuổi này địa chi là Mùi, gặp năm Giáp Thìn 2024, địa chi là Thìn, chủ về quan hệ tứ hành xung. Theo tử vi tuổi Tân Mùi năm 2024 nữ mạng, cuộc sống dễ gặp phải những bất lợi đưa tới. Công việc kinh doanh hay làm ăn dễ đưa tới kết quả không như ý muốn. Sức khỏe bản thân đau ốm và bệnh tật thì lâu khỏi. Ngoài ra, ngũ hành địa chi Mùi là Thổ, gặp năm Thìn hành Thổ là Vượng Thổ. Theo đó càng đem tới những bất lợi liên quan tới tiền bạc hoặc công việc. Xét về ngũ hành. Ngũ hành bản mệnh của người sinh năm này là Thổ, gặp hành hỏa của năm Giáp Thìn tương ứng quan hệ tương sinh, rất tốt. Theo tử vi Tân Mùi năm 2024 nữ mạng, chủ mệnh tuổi này có thể gặp nhiều tin vui trong cuộc sống, cùng với đó mưu cầu liên quan đến danh vọng được lợi. Trong năm nếu có dự định xuất tiền kinh doanh, đầu tư làm ăn thì nên thực hiện. Bên cạnh đó, việc xuất hành đi xa trong năm cũng may mắn, nhận được sự hỗ trợ của quý nhân. Xét về cung phi. Theo tử vi nữ mạng, sinh năm 1991 năm 2024, người tuổi này cung phi càn có ngũ hành kim, gặp năm Giáp Thìn cung phi chấn có ngũ hành mộc, là thuộc vào khí ngũ quỷ. Thể hiện ý nghĩa về năm dự báo chuyển biến không tốt về phương diện sức khỏe. Bản thân tiền bạc hao tán nhiều và công việc khó thuận ý muốn. Mọi sự đổi mới dễ đưa tới kết quả không như ý. Ngũ hành cung phi tuổi có quan hệ tương khắc với ngũ hành cung phi của năm, cho nên sức khỏe chủ mệnh không tốt. Xét về tứ trụ. Thiên hòa, địa xung, chủ về trong năm nay mọi việc làm ăn không được tốt, trong nhà thiếu hòa khí, dễ có sự thay đổi công việc cũng như về tiền bạc gặp khó khăn và bất lợi. Vận niên năm 2024. Quý cô tuổi Tân Mùi năm 2024 gặp vận niên Long Đắc Vũ. Long Đắc Vũ tức là rồng có cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Nếu vận niên vào năm này thì đây là một năm hay lo lắng cho việc bao đồng, chỉ đi lo lắng việc cho người khác. Những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành có thể thấy trong năm Giáp Thìn này đối với quý cô tuổi Tân Mùi. Vận trình không quá thuận lợi nên làm gì cũng phải tự thân vận động, khó được người giúp đỡ, lại dễ bị kẻ xấu ám hại, gây cản trở đủ đường. Tiểu nhân vận khá rõ,
những dự định hùn vốn hợp tác tốt nhất nên tạm gác lại hoặc không nên tin tưởng người quá dễ dàng. Tài sản trong năm không tích lũy được là mấy, lại còn có dấu hiệu hư hao, chuyện tình cảm cũng nhiều buồn phiền. Sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Sao Thái Dương là sao chiếu chủ về tốt lành, hân hoan và được giúp đỡ trong vấn đề về tài chính cũng như làm ăn kinh doanh. Người này nếu mang thai trong năm 2024 dễ sinh ra em bé khỏe mạnh, thông minh và mỹ miều. Còn nếu còn độc thân thì dễ kiếm được người chồng như ý. Trong năm chú ý tháng 6, tháng 10 xấu cho sức khỏe, có thể ốm bệnh. Vận hạn, hạn địa võng. Địa võng nghĩa là lưới đất. Hạn địa võng là hạn xấu, người gặp hạn này sẽ gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống. Gặp nhiều rắc rối, thị phi, tranh cãi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, mang tiếng xấu, tâm trạng bất an, đau buồn, phiền muộn. Xét về phương diện sự nghiệp của quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý cô tuổi Tân Mùi, trong năm 2024, phải chịu tác động của nhiều hung tinh về con đường công danh, sự nghiệp có chiều hướng phát triển không tốt, có nhiều điểm không lành xảy đến. Nhưng quý cô cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể tự tay cải biến được số mệnh của mình. Công việc chủ về khó khăn và bất lợi, nhiều vấn đề xảy ra bất ngờ, không theo quỹ đạo hay kế hoạch trước đó, khiến cho quý cô rất vất vả, phải lao tâm khổ tứ nhiều bề. Trong năm này, quý cô tuổi Tân Mùi phạm phải cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, điều này sẽ gây ra sự nóng nảy, cá tính mạnh mẽ bộc phát, dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên, lãnh đạo, cho nên công việc cũng sẽ gặp bất lợi. Ngoài ra, sự tác động của sao Kế Đô làm cho quý cô tuổi Tân Mùi gặp tiểu nhân vận khá lớn, người âm quấy phá. Quý cô không nên lo chuyện bao đồng, cũng cần cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao kẻo bị tiểu nhân lừa gạt hoặc lợi dụng làm điều sằng quấy, cướp đoạt công sức. Sự ràng buộc của hạn địa võng trong năm sẽ gây ra nhiều buồn phiền, lo lắng, cũng sẽ có những tác động tiêu cực đến phương diện sự nghiệp. Chuyện tình cảm riêng tư ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp. Quý cô cần phải công tư phân minh chính là điều cần thiết trong năm này, hạn chế để cảm xúc cá nhân xen vào, có thể gây ra thị phi, khó thu phục cấp dưới, ít được lòng cấp trên. Công việc sự nghiệp trong năm sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng quý cô cần can đảm, dũng cảm đối mặt, biết lấy ổn định, an toàn làm trọng, nên tập trung phát huy thế mạnh của mình, nhẫn nhịn, chăm chỉ hơn, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao độ thì mới đạt được kết quả tốt đẹp. Việc kinh doanh, buôn bán nên cẩn thận, tính toán cho thật kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào lao lý, pháp luật tiền mất tật mang, nên làm gì cũng phải tuân theo đúng quy định. Trong việc làm ăn hay hùn hợp, quý cô tuổi Tân Mùi nên lựa chọn những tuổi sau đây mà làm ăn hay phát triển về vấn đề tiền bạc thì chắc sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp cho cuộc đời bạn. Đó là các tuổi hợp với tuổi Tân Mùi trong một khía cạnh làm ăn cũng như nghề nghiệp, gồm các tuổi Quý Dậu, Ất Hợi và Bính Tý, Kỷ Mão, Canh Ngọ, Kỷ Tỵ. Đặc biệt, trong năm 2024, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Tân Mùi hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi Mão Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý cô, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý cô có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình tài lộc của quý cô tuổi Tân Mùi trong năm này cũng không mấy khả quan. Dưới sự tác động của nhiều hung tinh, làm cho quý cô có vận khí suy giảm, về thu nhập ở cả hai phương diện chính tài và thứ tài đều không ổn định. So với những năm trước đây, thì thu nhập của quý cô trong năm này sẽ bị giảm mạnh. Trong năm này, do bị ảnh hưởng của tiểu hao, thiên khốc và thái tuế án ngữ là hung tinh, làm cho quý cô sẽ gặp họa phá tài, dễ tao tán về tiền bạc. Quý cô tuổi Tân Mùi trong năm này việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn, con đường phát tài của bản mệnh nhiều ngăn trở, kinh doanh không thuận lợi, hàng hóa có phần ế ẩm do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Tài khí khó tụ, tiền bạc dễ hao, các khoản thu vào chỉ đủ cho các hoạt động sinh hoạt của cuộc sống bình thường. Nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ví như người trong nhà đau ốm, bệnh tật, con cái gây rối, phải bỏ tiền ra thì mới xử lý được ổn thỏa. Trong năm này quý cô tuổi Tân Mùi, nếu có ý định xuất tiền bạc đầu tư thì phải thận trọng, cần có kế hoạch tính toán tỉ mỉ, nếu không rất dễ thua lỗ, không thu hồi được vốn. Tử vi cho thấy, năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận, quý cô cần có sự cẩn trọng, không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân.
Cho nên, quý cô tuổi Tân Mùi trong năm này càng cần phải tự nhắc nhở bản thân mình nên biết tiết kiệm thì tốt hơn. Hạn chế mua sắm nhiều thứ không cần thiết hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc. Nên biết cách quản lý về tài chính, việc tiêu dùng cũng cần có kế hoạch. Điều này sẽ giúp cho quý cô cân đối được mức thu chi của mình để có được một năm bình ổn, tránh nỗi lo nợ nần. Về cuối năm, vận trình tài lộc của quý cô có phần khởi sắc hơn, khi đó quý cô ít bị tác động của các hung tinh, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán có phần được thuận lợi, giúp cho quý cô có phần an tâm hơn, cũng cảm thấy thoải mái hơn trong vấn đề về tài chính. Xét về vận trình tình cảm của quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi Tân Mùi cũng gặp phải những trở ngại đáng kể. Quý cô gặp chút sóng gió do các hung tinh hoa cái, điếu khách, sự tác động của hạn địa võng làm cho tâm lý bất an, các mối quan hệ cũng có xuất hiện những mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí cũng có lúc căng thẳng và mệt mỏi. Sự chung thủy trong tình yêu là rất quan trọng nên đôi khi thể hiện thái độ ghen tuông vô lý sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Quý cô cần phải trưởng thành hơn, phải tỉnh táo, thấu hiểu, tin tưởng đối phương thì mới tránh được hiểu lầm không đáng có. Quý cô nên biết kiềm chế mình, nhìn nhận lại bản thân mình để tránh những tranh cãi, rắc rối, thị phi. Năm này dù khó tránh khỏi những rắc rối trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, nhưng có gặp vấn đề rồi cũng sẽ được hóa giải và cùng nhau vượt qua khó khăn. Vợ chồng nên đồng sức đồng lòng, quý cô trong năm này cũng nên dành thêm thời gian cho nửa kia và các thành viên trong gia đình sẽ tốt hơn. Dù có vấn đề gì cũng nên xử lý mềm mỏng, đối thoại nhẹ nhàng thay vì khiến mọi chuyện thêm phần căng thẳng. Đối với quý cô đang còn độc thân thì nên chủ động tìm hiểu và kết giao trong mối quan hệ. Sự chân thành và nhiệt tình sẽ khiến đối phương cảm nhận được tình cảm của quý cô. Trong tình yêu cần có sự chung thủy và kiên nhẫn thì hai người mới có thể kề vai sát cánh, tiến xa hơn đến bến bờ hạnh phúc. Xét về vận trình sức khỏe của quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024. Năm 2024, quý cô tuổi Tân Mùi có vận trình sức khỏe cũng không tốt. Bị ảnh hưởng bởi sự phá hoại của các hung tinh, bệnh phù, thiên khốc, quan đới, sự ràng buộc của hạn địa võng, chủ về sức khỏe, làm cho quý cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, quỷ ma quấy phá, nhiều chuyện dày dà, tâm thì chẳng an, lo âu buồn bực, sinh ra nhiều thứ bệnh. Cục diện tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi cũng sẽ gây ra sự sa sút về thể chất, tinh thần, mệt mỏi và áp lực, dễ ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn xe cộ, các ngành nghề nguy hiểm đều có khả năng xảy ra. Đặc biệt, gặp hạn địa võng chủ về những điểm xấu, rất dễ bị các năng lượng tiêu cực đeo bám, quý cô tuổi Tân Mùi càng cần đề cao an toàn của bản thân, làm tốt sự chuẩn bị trong mọi tình huống, đặc biệt tránh đi đến những nơi nguy hiểm để đề phòng tai họa bất ngờ ập đến, hạn chế đi đám ma, đám hiếu, cẩn thận hơn khi làm các công việc nguy hiểm, chú ý khi tham gia giao thông, tránh để xảy ra tình trạng ngoài ý muốn. Ngoài ra, quý cô tuổi Tân Mùi trong năm nay phải chăm sóc bản thân thật tốt, thường xuyên rèn luyện thể chất, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được, đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Minh Quang Pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Tân Mùi, nữ mạng hợp với giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Bạn cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Tân Mùi gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu
từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Tân Mùi. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch, thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô, xuất hành theo hướng Tây Nam. Để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng Chính Đông. Để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Xông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Tuổi Bính Thân, sinh năm 2016, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Tân Tỵ, sinh năm 2001, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 2014, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999, nữ mạng, bản mệnh bình hòa, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế không? Tam Tai năm 2024, ví dụ, bản mệnh tuổi, Hợi, Mão, Mùi, gặp hạn Tam Tai vào các năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Như vậy, năm này là năm Thìn, quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, sẽ không phạm đại kỵ Tam Tai. Tuổi Kim Lâu năm 2024, quý cô không phạm Kim Lâu. Hạn Hoang Ốc năm 2024, quý cô tuổi Tân Mùi không phạm Hoang Ốc trong năm này. Thái Tuế năm 2024, quý cô tuổi Tân Mùi năm này không phạm Thái Tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, nữ mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn địa võng và sao Thái Dương chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn địa võng đối với quý cô tuổi Tân Mùi trong năm Giáp Thìn 2024. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Địa võng là hạn xấu chủ về. Tâm lý tình cảm, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Kinh tế, việc nhập hàng hóa sản xuất buôn bán kinh doanh cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Việc nhập hàng giả hàng nhái kém chất lượng bị chính quyền tịch thu, vướng vào vòng lao lý, tiền mất tật mang. Đặc biệt, không tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Có 4 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn địa võng đối với quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, kinh tế tài chính. Tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Thứ hai, đời sống. Mọi người trong gia đình là một,
gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Thứ ba, khi gặp hạn địa võng, gia chủ không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng, cái chết. Thứ tư, sau đó gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Bên cạnh các cách hóa giải địa võng, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Công danh sự nghiệp ngày càng phất lên, phát tài phát đạt. Quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024, cũng cần chú ý đến sao Thái Dương chiếu mệnh. Sự tác động của sao Thái Dương đối với quý cô tuổi Tân Mùi trong năm Giáp Thìn 2024. Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho quý cô có nhiều sự may mắn. Quý cô được sao Thái Dương chiếu mạng, được người bạn đời gánh vác, lo toan mọi việc, ngày càng khỏe mạnh, duyên dáng. Có thể gặp tai ách vào tháng 6 và 10 âm lịch, nhưng vì đây là phúc tinh nên cũng không đáng quan ngại. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thái Dương là một phúc tinh nên cần làm lễ giải hạn và nghênh sao để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm để giảm nhẹ vận hạn, hoặc làm hàng tháng tại chùa hoặc tại nhà để cầu xin thần sao phù hộ cho bản thân, gia đình, con cháu được bình an, khỏe mạnh, vạn sự tốt lành, may mắn, thịnh vượng. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao Thái Dương thường thực hiện vào ngày 27 âm lịch hàng tháng. Thời gian cúng là từ 21 giờ đến 23 giờ, khi cúng gia chủ thắp 12 ngọn đèn hoặc nến, bố trí theo các vị trí hướng sao hiện, quay về hướng chính đông lại 12 lạy. Vận trình từng tháng âm lịch đối với quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Quý cô tuổi Tân Mùi bước vào tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, cần lưu ý mặt sự nghiệp có nhiều sự biến đổi, tính cách nóng nảy, dễ bị người khác ghen ghét, cấp trên cũng không hài lòng, ảnh hưởng tiền đồ. Sự xuất hiện của thiên quan, thiên khốc cũng sẽ mang đến cho quý cô tuổi Tân Mùi gặp nhiều phiền phức, xui xẻo. Đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán, hùn hạp làm ăn, dễ va vào pháp luật, kiện tụng. Đồng thời, khi tinh thần khó chịu, nó còn kéo tiến độ công việc xuống dốc, tiểu nhân quấy phá, kinh doanh buôn bán không mấy thuận lợi, tài lộc có sự sa sút đáng kể. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Đây là tháng có ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi trợ mệnh, quý cô có được quý nhân giúp sức, có nhiều cơ hội phát huy năng lực của bản thân. Công việc nhờ vậy mà gặp nhiều thuận lợi, kinh doanh, buôn bán dễ cho thu lộc, tài lộc cũng rủng rỉnh. Tháng này, đối với quý cô tuổi Tân Mùi, có nhân duyên vượng sắc, những người đang còn độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với người khác giới, có thể sẽ phát triển thành mối quan hệ bền vững hơn. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Bước sang tháng 3 âm lịch này, quý cô tuổi Tân Mùi đang chịu ảnh hưởng bởi cục diện tự hình án ngữ, lại thêm thiên khốc, địa tang, quấy phá, gây ra nhiều chuyện buồn phiền, tình cảm không như ý. Tháng này, quý cô tuổi Tân Mùi không có quý nhân trợ giúp, lại thiếu đi sự hỗ trợ của các cát tinh, có nhiều năng lượng tiêu cực đưa tới, làm cho việc kinh doanh buôn bán dễ có sự sa sút, đặc biệt những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính càng cần phải tỉnh táo hơn. Trong tháng quý cô không nên tham gia vào các trò may mắn nếu không tiền đến tiền đi rất dễ phá sản. Trong tháng quý cô cũng nên cẩn thận dễ gặp tai nạn. Cần chú ý khi sử dụng các vật sắc nhọn, khi tham gia giao thông và không nên đến những nơi nguy hiểm, những nơi có nhiều âm khí, kẻo lại nguy hại tới tính mạng. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Tử vi của quý cô tuổi Tân Mùi, tháng 4 âm lịch năm 2024 có điểm thăng tiến nhẹ.
tình trạng kiếm tiền tay trái của quý cô sẽ có nhiều cơ hội tốt, việc kinh doanh buôn bán, vận hành có phần được thuận lợi hơn, doanh thu cũng có những dấu hiệu khả quan. Dựa vào tài năng của quý cô có thể thu về thành quả bất ngờ. Đường tài lộc tháng này tương đối lạc quan, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ thu về tài lộc. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Bước sang tháng 5 âm lịch, vận trình tài lộc của quý cô tuổi Tân Mùi có phần khởi sắc, tháng có cục diện Ngọ Mùi hợp nhật nguyệt. Công việc khi làm ăn hay hợp tác, kinh doanh buôn bán có phần được thuận lợi hơn, có tài lộc. Trong lúc thuận lợi, quý cô cũng cần lưu ý không nên quá ham chơi, ngang bướng nếu không sẽ khiến sự nghiệp của mình bị phá hoại. Khi làm việc không nên đối đầu với lãnh đạo, nếu không sẽ gặp nhiều trở ngại cho vận trình của mình. Tháng này vận đào hoa của quý cô khá tốt, người độc thân có thể làm quen với những người khác phái trong các chuyến công tác hay giao lưu cùng bạn bè. Quý cô muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cũng nên biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình cần phải giữ mình, kẻo lại vướng phải đào hoa dữ, ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân và gây tổn hại tới gia đình. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Bước sang tháng 6 âm lịch này, quý cô tuổi Tân Mùi sẽ gặp nhiều thử thách trong công việc, tháng có cục diện tương hình án ngữ, nhiều quy định và luật lệ mới xuất hiện ràng buộc, quý cô sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc. Công việc không có sự đột phá, tài lộc chỉ ở mức trung bình. Đối với những người làm công ăn lương có một tháng trôi qua tương đối bình ổn, tuy không có vấn đề gì phát sinh đáng kể, nhưng cũng khó có được sự thăng tiến. Các ngành nghề tay trái hay kinh doanh buôn bán cũng không phát huy được hết khả năng, tài lộc có thu có chi, gọi như cũng được rủng rỉnh. Ngoài ra, bị ảnh hưởng bởi hung tinh, giác tú, địa tang, điều này sẽ gây hại cho sức khỏe, quý cô cần chú ý ăn uống, tập luyện thể dục thể thao và ngủ nghỉ hợp lý. Bước sang tháng 7 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Trong tháng 7 âm lịch này cho thấy, về quý cô tuổi Tân Mùi sẽ gặp đôi chút thử thách trong công việc, do bản thân quá ham chơi nên sự nghiệp gặp chút ràng buộc. Tháng này sẽ có những thử thách từ cấp trên để cho quý cô khẳng định được năng lực của mình, có cơ hội để gia tăng tài lộc cho mình, quý cô cũng cần phải tỉnh táo, tích cực, lý trí để nắm bắt. Ngoài ra với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Đức, cơ hội việc làm cũng sẽ đến, quý cô chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Tháng 8 âm lịch, về tổng thể vận trình của quý cô tương đối khả quan, không có gì phải lo lắng. Công việc trong tháng tương đối bận rộn, nhưng quý cô xử lý ổn thỏa, điều này sẽ giúp cho quý cô có được sự đánh giá tích cực từ phía cấp trên và đồng nghiệp. Với những kế hoạch chi tiết và khoa học, quý cô đã đạt được những kết quả như mong đợi. Ngoài ra, tháng này quý cô cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi. Quý cô cũng cần chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông cần phải cẩn thận, tránh để những tai nạn thương tiếc xảy ra. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Bước sang tháng 9 âm lịch, vận may của quý cô tuổi Tân Mùi đang có xu hướng đi xuống. Tháng phạm cục diện tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi, nó mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ chệch hướng, bản thân quý cô cần phải lý trí, tỉnh táo để tìm ra cách đối phó. Ngoài ra quý cô cũng bị ảnh hưởng bởi hung tinh giác tú, thiên khốc, điều này làm cho quý cô trở nên nóng tính, cục tính, gây ra nhiều sóng gió trở ngại cho công việc. Việc kinh doanh buôn bán có phần chậm chạp, hàng hóa ế ẩm, tài lộc kém sắc. Trong gia đình cũng dễ xảy ra xung đột tranh cãi với mọi người, quý cô phải học cách kiềm chế cảm xúc và đừng gây chiến vì những chuyện vặt vãnh. Bước sang tháng 10 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Bước sang tháng 10 âm lịch cho thấy, vận trình của quý cô tuổi Tân Mùi gặp được vận quý nhân tam hợp, hợi mão mùi trợ mệnh, mang tới nhiều sự may mắn, quý cô có một tháng cát lành, sự nghiệp có sự mở mang, quý cô sẽ gặp nhiều cơ hội tốt. Mặc dù cũng gặp không ít đối thủ cạnh tranh, nhưng quý cô sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hạn chế các khó khăn, vẫn thu được thành quả tốt. Quý cô tuổi Tân Mùi cũng cần phát huy tài năng để cấp trên nhìn nhận, sự nghiệp có điểm thăng tiến. Tháng này quý cô cũng nên mạnh dạn làm những công việc đang muốn làm, vận may lớn sẽ đến. Về tình cảm, quý cô được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống,
nhưng quý cô cũng nên dành thời gian quan tâm đến gia đình. Đừng để công việc làm bạn bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình. Về tiền bạc, làm ăn, công việc tháng này rất thuận lợi, hãy tiếp tục phát huy, kiên trì, phấn đấu hơn nữa để phát triển kinh tế một cách tốt nhất có thể. Vì vậy, quý cô cũng nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc. Có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế trong sự nghiệp và phát triển hơn nữa. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Quý cô tuổi Tân Mùi trong tháng 11 âm lịch này cho thấy về phương diện sự nghiệp có phần giảm sút, từ đó tài lộc cũng không mấy lạc quan. Cục diện Tý Mùi tương hại gây cản trở vận trình, một số người làm văn phòng tháng này làm việc không tốt lắm, làm việc gì cũng thiếu tập trung, sa sút, điều này khiến công việc gặp trở ngại, cản trở sự nghiệp. Tháng này, một số người đang kinh doanh, buôn bán hay tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình do đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới. Quý cô không nên tham gia vào các trò may rủi, nếu không tiền bạc rất dễ đội nón ra đi. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình của quý cô tuổi Tân Mùi sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Quý cô ít bị tác động bởi các hung tinh, nhưng vẫn có được các tinh trợ mệnh. Mặc dù công việc cuối năm bận rộn, nhưng quý cô có kế hoạch cụ thể, vẫn hoàn thành tốt công việc. Tài lộc của quý cô trong tháng này được cải thiện đáng kể. Thần tài gõ cửa, giúp cho quý cô thu được lợi nhuận trong việc kinh doanh, buôn bán hay là đầu tư về tài chính. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, dù tình trạng cuối năm khối lượng công việc tương đối nhiều, nhưng quý cô có vận quý nhân giúp sức, nhìn chung công việc tương đối là thuận lợi, không gặp phải vấn đề nào quá lớn. Tử vi cho thấy, trong tháng này quý cô tuổi Tân Mùi có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho quý cô có được nhiều niềm vui và an tâm hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc chi tiêu trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn tương đối lớn, đặc biệt là trong dịp Tết sắp tới, quý cô nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc không bị hao tán. Mặt đáng chú ý nhất là về sức khỏe, quý cô cần có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Áp lực từ công việc rất dễ làm cho quý cô bị suy kiệt, cơ thể dễ ốm bệnh, đặc biệt bệnh về đường ruột, máu huyết hay bị mù mắt chóng mặt. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.